Mở đầu bản tin cộng đồng mạng là phân tin liên quan đại dịch cúng Vũ Hán. Ông Trudeau, Thủ tướng Canada cáo buộc các chính trị gia bảo thủ gây hoang mang khi giấy lên lập luận rằng việc bắt buộc sử dụng vaccine cúng tàu đối với các tài xế xe vận tải xuyên biên giới làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và thúc đẩy lạm phát. Nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống lại sự lây lan của biến thể Omicron, chính phủ Mỹ đưa ra quy định vào ngày 22 tháng Giêng, trong khi Canada bắt đầu áp dụng chính sách này vào ngày 15 tháng Giêng. Kỹ nghệ vận tải đường bộ cảnh báo rằng các biện pháp này sẽ khiến hàng ngàn tài xế phản đối bỏ nghề trong thời kỳ vốn đã thiếu hụt lao động trầm trọng trong ngành. Thủ hiến Jason Kenney, tỉnh bang Obora kêu gọi chính phủ liên bang Hoa Kỳ và Canada tạm dừng chính sách chích ngựa vào tuần trước vào ngày thứ hai, đang trên Twitter. Trong khi đó, hàng ngàn xe tải từ khắp nơi Canada bắt đầu từ BC vào ngày Chủ nhật 23 tháng 1, lái xe về thủ đô Ottawa 29 tháng 1 để phản đối quy định bắt buộc chích ngựa khi qua lại biên giới Mỹ. Các tài xế xe tải cho biết họ không phải là phản đối chích ngừa mà là người dân phải có quyền tự do lựa chọn chích ngừa hay không. Ước tính có khoảng 500 xe tải từ BC sẽ tham gia cuộc biểu tình trước khi tăng lên khoảng 5.000 đến 10.000 xe tải từ khắp đất nước vào hội tụ tại Torowa. Hàng triệu đô la đã được gây quỹ để ủng trợ tiền xăng dầu, chi phí sinh hoạt cho đoàn xe.